Hello Thảo. Đây, rồi Thảo chọn một thư của mình ha. Em bị chọn một bao thôi. Đúng rồi, em chọn một bao một thôi. Tự nhiên em lần đầu tiên mà em ngồi đây rồi xong bây giờ em cầm thư nữa tay. Anh ơi, cho em cái logo tỏ tình hoàn mỹ. Okay. Đó là phòng thư lớn lắm. Đọc to lên nhìn. Đọc to lên. Trong thời gian ghi hình, phần từ khóa và phần chơi game, bạn phải tìm cơ hội lao dài lại di dài của là một trong những bạn nam hả? Đúng rồi, tí nữa là chị sẽ cho em bốc thăm cái tên bạn đó. Ok ok. Nếu không thực hiện được thử thách này thì phạt hình phạt của bạn sẽ là mua đồ ăn cho những người chơi còn lại. Và là tiếp theo. Sao hình phạt nó tốn kém quá vậy? Ok ok ok. Rồi vậy ạ. Để không để mọi người chờ lâu nữa, không để hai chị chờ lâu nữa, hai chị đã chắc mỏ tay đúng không? Để em đây nha. Người bạn phải thực hiện thử thách là... Ủa lại em luôn. Là đổi. Ơ, đổi. Anh không... nè. Anh không có tò mò nha. Em không được tò mò nha. Anh cái nhiều tập xấu lắm, anh nói đói bụng, em khó chịu lắm rồi nha. Mình đào coi nào, mình quay. Ok, ok, ok. Đập to. Ok, ok, ok. Người bạn thực hiện thử thách đó là Vũ Thịnh. Quay cái tờ giấy và cam chị. Đây mọi người. Đấy, mình sẽ lén lút mình ân cần chăm sóc Vũ Thịnh. Thưa quý vị, tỏ tình hoàn mỹ không chỉ là một sân chơi nơi các cô gái có thể đến đây để thổ lộ trái tim mình, mà còn là dịp để chúng ta có thể kết nối hiểu nhau thêm giữa sao hỏa và sao kim, giữa những suy nghĩ rất phức tạp nhưng cực kỳ đơn giản của phụ nữ và những gì tưởng như đơn giản của đàn ông nhưng thật ra lại rất cần để thấu hiểu, vô cùng tinh tế. Còn bây giờ là sẽ là một trò chơi nơi mà Như Ý sẽ cùng với chính chàng trai, chính thiên sứ của chương trình kết nối gần với nhau hơn, xem coi mình hợp tác, networking, làm việc nhóm có tốt không? Xin mời 8 thiên sứ xuất hiện. Bây giờ là sân khấu là dành cho em nha. Em và trọng tài sư hô. Dạ, cố lên. Em hối hận khi chơi đúng không? Bây giờ các anh thì cứ chia ra một đội là sẽ có 4 người. Và 4 người bên này, 4 người bên này. Ủa? Tự bắt cặp nha. Ủa? Ôi, sao cái đứa này nói lên bảo cao to lực lượng quá vậy? À. Cái này của em. Đôi hả? Em sang đây à? Thế anh đẹp sang đây à? Không. Chia bớt đi, chia bớt đi. Cân bằng. Cho chiều cao cân bằng. Rồi, ok. Rồi, các chàng trai có thấy cái gì đang ở trên bàn không? Cái cốc. Mình uống bia hả? Cái ly. Rồi. Bây giờ mình sẽ chơi trò. Bắt đầu. Ê, sao thổi không lên ta? Đấy, thổi không lên luôn. Thôi nè. Sao thổi được vậy? Tôi chỉ cho mấy bạn một cái mẹo đó. Mấy bạn mà nhóm tiếp theo một cái mẹo đó là mình thổi bóng lấy cái ni bóng trước đi. Không được dùng tay. Ok, không được dùng tay đựng ly nha. Cái gì vậy? Nhưng mà đừng cầm tay. Cầm tay đựng bóng anh. Này thì Không được dùng tay với bóng, không được dùng tay với bóng, đừng tay với bóng chứ. Đội năng nhanh nhất sẽ chiến thắng nha. Không được dùng tay với bóng á. Ừ. Bỏ tay xuống. Anh á. Tôi là thấy phạm luật rồi nha. Một trận mưa rơi. Đâu rồi? Anh này không được dùng tay. Sẽ bóng của em đâu rồi? Thế nó khó đó. Không có giỡn thì chơi chơi. Anh đừng có đẩy rồi. Anh đẩy vô cái bụi. Và bây giờ là sẽ đến lượt nhóm thứ hai. Và sau khi nhóm thứ hai hoàn thành xong, em sẽ công bố kết quả nha. Ngồi đi. Mệt quá. Thôi để tôi vô đây tôi dậy.
làm lại cho những bị nè. Thứ hai nhanh gọn lẹ lên nè. Tôi biết cái nhóm 2 là cái nhóm chơi là xuất sắc nhất. Xuất sắc nha. Thấy không? Hồi lưu vào, hồi lưu vào. Đó là mấy cái gì? Cái đó nó nhanh chơi xong rồi nhau. Nhanh gọn lẹ nha. Nhanh gọn lẹ nha. Nhanh gọn lẹ, nhanh gọn lẹ. Bạn, bạn bình luận viên em. Và lại cái miệng này. Đây. Bắt đầu chơi chậm chạp. Đội kia chuẩn bị chiêm ngưỡng đây, đỉnh cao. Anh ơi đúng rồi. Vâng, và sau đây chúng ta cùng nhau đến với tường thuật trực tiếp câu buổi trận đá bóng. Thổi bóng. Thổi bóng. Thổi bóng chuyền ly. Anh nào. Vâng, và đây là đặng chân nhập. Vâng, và anh ấy đang thổi rất nhanh. Vâng. Vâng. Vào, vào không? Vào rồi. Chuyền sang. Vâng, và đây là Vĩnh Thụ. Ơi không. Vĩnh Thụ đây cũng đây. Coi chừng. Vân và một thành viên đang quỳ và một thành viên đang đứng. Nếu mà nhìn từ hướng khác thì trông thật là đẹp. Rút tay rồi kìa, rút tay rồi kìa. Rút tay rồi kìa. Bắt rồi. Cố lên. Phá đi chứ, anh em mình phải phá đi chứ. Trời ơi, sao ở đây có một tư thế vậy ta? Cố lên em. Ok đó. Cố lên cậu à, tôi xin lỗi cậu. Trời ơi hả? Đừng làm cho bạn được thất mặt nha. Đừng... Bạn Tuế. Đây là một cái sự giỡn. Em sao á? Để anh chăm sóc cơ chứ nhỉ? Hôm nay hồi nãy giờ người ta phải qua người ta chọc. Nha! Em đề nghị... em đề nghị ghét cái nhóm đã đi xong rồi các bạn. Làm đâu. Từ đầu đó không có giao luật là... Đâu có giao luật là không được làm gì đâu. Không, bây giờ em đang luật. Có được. Bọn anh có làm gì không? Anh nói là anh được quyền phá game kìa. Công người lên. Mình đâu có phá game, mình đâu có phá gì. Đấy, anh em mình đang chơi với nhau mà. Đúng rồi. Đúng không? Anh em mình chơi thổi bóng à? Chừng phải bóng mấy đứa. Mọi người biết chơi bóng là gì không ạ? Thế thì dễ cười lắm nè. Trời ơi, cười duyên gì đâu mà trông kìa. Lắc lắc. Ừ, gì ngái gì hơi. Sao đẩy quá vậy? Trời, duyên. Trời ơi. Chưa làm gì nhớ? Nhanh lên. Tôi khen thôi mà. Mày đổi chỗ không? Thôi, đừng thổi nữa. Ủa? Sạch sẽ. Trời ơi, nói tôi yếu à? Nào, thổi đi. Nó không lên được là không lên được. Đang bị cuồng ấy. Nó không lên được. Đổi quả đi. Cuồng quá chưa? Cái bóng này rất là dai. Hỏi từ từ coi chừng bẻ bóng bây giờ. À với cả biết sao không? Nè, nó có mấy lỗ thủng nè. Mấy lỗ thủng nè. Lên. Em anh ơi đây. Đây là chiêu của đội bạn rồi. Em tưởng không có thời gian nữa. Nè, có lỗ thủng nè. Đấy. Ngoài nước. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Anh nhìn em thế nào nó nổi mãi không lên. Em nghĩ em có vấn đề đâu rồi ạ. Cái tiếng nước bọt mình bắn mạnh quá hiểu không? Thùng. Trời, giỏi dữ. Em đây nhá. Quay nữa. Ủa sao bây giờ chơi giùm luôn hả? Ủa là sao anh không? Là sao biết... anh... Anh biết đâu? Đây là game. Không, anh Ngân làm gì là tôi sẽ tính cho đội cho bọn cô nha. Ai có thể quay được cho tôi là đội bạn đã thủ thuật như nào không ạ? Anh đúng không? Okay, có quay được không anh? Lỗ to chả bá luôn này, thể nào mình thổi mãi không lên. Sắp hết rồi. Đội này chơi chả bá luôn. Lỗ to chả bá luôn. Từ kết nối rất là bệnh. Quen sợn. Nè, sẽ thấy cái lỗ. Rất là ok. Dạ, anh nói thiệt mà. Sao ấy? Giết tổ thất là tan. Chào sao kìa. Mở hết cả hai bên mồm. Giết tổ thất là tan. Ủa, dạy anh Dư ở thế em có chỗ là Dư không? Em có trái tim. Tức quá. Chết rồi. Hình như lộn chương trình rồi mày ơi. Nè, sẽ thấy cái lỗ. Rất là ok. Dạ, giờ anh nói thiệt mà. Sao ấy? Giết tổ thất là tan. Chào sóc kẻ thủy. Mở hết cả hai bên mồm. Giết tổ thất là tan. Ủa, dạy anh Dư ở thế em có chỗ là Dư không? Em có trái tim. Chết rồi. Hình như lộn chương trình rồi mày ơi. Nè, sẽ thấy cái lỗ. Rất là ok. Ủa? Dạ, giờ anh nói thiệt mà.
ghét rồi mất là tan á. Chào sao ghét mở hết hai bên mồm mất là tan á. Ủa dạ, dạ anh Dư ở thế em có chỗ là Dư không? Em có trái tim không? Tức quá chết rồi hình như là chết rồi. Hồi nãy là tất cả mọi thứ là mình thể hiện một sự lấp liếm, kiểu như là anh Thịnh không biết gì hết. Anh Thịnh kiểu như là giống như là con nai vàng ngây thơ mà được mình chăm sóc, một kiểu như rất là cảm kích mình, kiểu như là anh em quý nhau tới nỗi mới gặp nhau 2-3 lần thôi mà quý nhau tới nỗi như một kiểu như quỳ xuống hầu vàng. Bất ngờ anh Thịnh còn cho mình cái bánh cái mì ngọt này. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.